Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng mã nồi chiên không dầu của Tefal size XL. Nồi chiên size XL là dành cho nhà từ 4 đến 6 người ăn ạ. Nó có dung tích là 4.2 lít, phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 người. Sản phẩm là nồi cơ với nhiệt độ tối đa là 200 độ C và cái thời gian vặn được tối đa là một vòng 60 phút. Rất hiếm cái mã nồi cơ trên thị trường mà cái nút điều chỉnh này nó được tối đa 60 phút ạ. Phần lớn những hàng Trung Quốc hàng không tên tuổi thì họ chỉ được 30 phút thôi nha. Đây. Sản phẩm được thiết kế với một cái giá chắn mỡ này. Khi mà chúng mình dùng thì chúng mình bỏ cái này ra. Cái thương hiệu Tefal là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, hàng gia dụng của Pháp, thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Lòng nồi đây, lòng nồi này chúng mình có thể chiên được con gà 2 cân ạ. Nhưng mà thao tác của Tefal này chúng mình thao tác rất là dễ dàng. Chúng mình chỉ cần chỉnh nhiệt độ, chỉnh thời gian, nồi đã hoạt động. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net, dung tích 4.2 lít size XL, vừa vặn cho nhà gia đình từ 4 đến 6 người, rất là phù hợp. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ.